này tiếng hay dã man luôn các bạn. Người bỏ ta đi xa dòng sông bên nước con đò. Đây là nghe quay quay. Bên tiếng hẹn hò. À, như thế này là không quay quay. Người bỏ ta đi xa đường để ta đón đưa. Nghe quay quay chất âm khác rõ rệt luôn. Dưới trăng năm tiếng sáng ban đầu bát chiếc đánh rõ nét. Vừa nãy em mới lọc ra cái đống lọc bãi thì có một con lọc hàng cực kỳ chất, hàng xịn, Inken. Mã là EQ2, mã là EQ92231. Các bạn nhá. Tiếng hay lắm. Phải nói con này tiếng quá là hay các bạn. Này, ruột gan nữa này. Bây giờ mở lắp ra tưởng nó để quên cái đống dây điện ở bên trong này. Khiếp, nhìn cái đống dây này các bạn. Chưa gặp cái con nọc nào mà dây dợ nó lại nằng ngằng mì tôm như cái con này. Sợ thật. Này. Sau này các bác nếu mà không gọi là chán không muốn sử dụng nữa thì tháo ra lấy dây điện cũng ok đấy. Dây điện này cũng đốt đi cũng khá là nhiều đồng ấy. À, rất là đẹp nhá, tất cả còn nguyên zin hết, hàng của Hàn Xẻng đấy. Giá ngoài thị trường ở đâu đấy người ta bán tầm gọi là 3,5 triệu. Thì hôm nay em bán cho các bác với mức giá chỉ có 2,3 triệu. Đấy. Con này thì quá là tuyệt vời. Vừa lấy mới tháo lắp nha, chưa có lau chùi. Những cái chỗ gọi là xước sát tí này thì em sẽ bông má lại cho các bác cho đẹp. Đấy. Còn đâu là ruột gan các thứ là còn nguyên bản. Hay đó. Tình duyên mang nồng, anh xin làm con đò chờ bơ. Nhớ trong bắt đấy mà. Tiếng hay dã man luôn. Đấy. Nếu mà để cắt tép nhá, cắt hết luôn các bạn. Đấy. Cắt không còn tí tép nào luôn. Đấy. Bát đây này. Đấy. Bát cắt luôn bát luôn. Thấy chưa? Hết luôn bát. Thì đối với dòng lọc Equalizer các bác sử dụng thì các bác cứ chia ra làm bát trung chét. Ai gọi cái giờ này này. Các bác cứ chia làm, đây là bát này, chia có nghĩa là chia làm 3 đoạn, đây là bát này, chung này, tép này, đấy, đấy, chung này, đấy, cắt luôn đi, đằng tép này, con này tép hay lắm. Đây là cần gain này. Tình duyên mặn nồng, anh xin làm con đò chờ bên sông. Dù có qua sông thì chúc em ấm êm bên chồng. Tình duyên mặn nồng, anh xin làm con đò chờ bên. Các bác thấy cái loa XTA nó vẫn là đẳng cấp. Đấy là cái bát 25 nên mà nhiều đánh hay dã man luôn. 2,3 triệu con lọc Equalizer Inken của Hàn Quốc. Mã là EQ9231 các bác nhá. Rồi, các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp Minh Vũ qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Em ở Sao Đỏ 9 Hải Dương các bác nhá. Ship hàng toàn quốc. Rồi, xin chào tất cả các bác.